Má mày đâu hả? Đi chợ chứ đi đâu? Có cần lấy xe chở má mày đi không? Thôi khỏi, chở tôi đi rồi ai coi nhà coi quán. Thì mình đóng cửa quán 15 phút mình về. Đóng cửa quán người ta thấy, người ta tưởng nay nghỉ, người ta không tới ăn sao? Ừ ha. Cô chúng tôi nghĩ gì chưa? Quán từ lúc mở là đưa ông Táo gì trời cho đến nay là trăm tháng giêng rồi, không thấy đồng lời nào hết trơn á. Lời nằm trong sổ á. Nằm trong sổ à? Ừ. Chừng nào cầm trên tay hả? Từ từ nó có tiền nó trả. Trong sổ tên chiếc mũ ôi không à. Cô chúng tôi á nghe chưa? Bội à. Nè. Khó quá. Đem cái này treo lên. Cái này treo trong. Không có phải treo trong, treo ngoài. Mà treo vậy nè. Thấy gì chưa? Đọc. Miễn thiếu. Ừ, nhớ á. Má mày sốc quá. Trời ơi, cái này treo kỳ chết luôn á. Quỷ, quỷ, quỷ. Quỷ đâu? Con, mày là ai? Dạ, say, say. Trời ơi, chú Sòn nhận ra con hả? Sai đó hả? À. Sao mặt mày ô quanh cho vậy? Biến dạng rồi hả? Trời, sao ghê quá vậy, sao vậy? Nó có lý do của nó, lát nữa tâm sự cho. Thôi bây giờ vô đây, mày vô nhà đi. Mà đâu? Má đi chợ rồi, mày vô nhà đi để hồi người ta thấy người ta xỉu hết á. Vô đây ngồi xuống đây kể tao nghe coi tại sao cái mặt mày nóng nổi như vậy. Hả? Sao vậy? Bị quánh. Cái điều này thiếu nợ dai có bị trúng đánh phải không? Không. Chứ ai đánh mày? Vợ con. Chị như hủ mày, con vợ mày như con chuột, mày như con voi sao đánh mày được? Vậy mới là chuyện lạ đó. Chuyện lạ sao mày kể tao nghe coi. Chú mau quên quá. Cách đây 2 ngày nè, chiến hữu mình ngồi nhậu quất cần câu luôn. Tao nhớ rồi, bữa đó đơ hết rồi. Đó, 4 giờ sáng lết về tới nhà. Trời ơi. Con vợ canh me con ngủ xỉn à. Lấy dây tới chối hai tay hai chân, giống như là tứ mã phanh hay. Nó leo bụng con nhúng. Bao nhiêu nước rượu nó khói ra. Trời ơi. Đã vậy nó chưa hả giận, lấy tay giọng mưng. Mặt bị oban hết là vậy đó. Nóng nổi vậy đó hả? Ừ, có tay xanh chịu chưa nổi. Ôi, con vợ mày dữ quá. Nó quánh xong cái sáng mai bắt đầu cho cuốn gói ra đường đi bụi đời luôn. Mày xạo quá mày ơi. Chứ bụi đời gì mà ăn bẩn gì kêu nữa. Bỏ áo con thùng sang vậy. Ở ngoài thấy cho lịch sự đó. Nè, nhưng mà tối ngủ tội nghiệp lắm. Đó, về cho nó chắc ăn chứ nó khỏi trùm bền. Trời, cảnh mày thấy thảm quá, tài quá. Thôi được rồi, mày nói tao hiểu là câu chuyện cho tao hiểu rồi. Thôi giờ mày về đi nha. Về đi, để vợ mày đi chợ ngang. Địa vô nó thấy, tưởng tao chứa chấp mày mất công rồi nó liên lụy tới tao nữa. Rồi con vợ nó mất trước, nó đủ tao ra đường. Lỡ mà vợ chú đuổi ra đường thì đi cặp với con, người ta tưởng là song hùng kỳ hiệp. Không dám song hùng kỳ hiệp vậy. Thôi mày về. Giờ chú đuổi con hả? Trời ơi, chứ giờ vợ chồng mày vậy lỡ lẽ tao chứa chấp mày sao được? Bởi vì bậy xị nói đúng á, không nói là chú là thiệt á. Không bao giờ mà chơi tối với chiến hữu. Sao đâu? Ăn chung, nhậu chung, sống chết có nhau. Vậy mà chiến hữu gặp hoạn nạn tới đây đuổi về không biết tâm sự hết. Bởi vì ở trong nhóm nhậu nhẹt không bao giờ bầu chú lên được làm tổ trưởng là gì. Bậy xị bởi vì ông già thấy không? Màu sống tốt vậy, còn chú dở quá. Tao hiểu mà tao không biết sao chứ giờ tình cảnh mày gì tao quẩy quá. Thôi bây giờ mày buồn phải không? Buồn. Muốn kiếm người tâm sự phải không? Đúng. Thì tao hiểu rồi, trong thời gian ngồi đây đi. Tao vô làm 2 ly cà phê đá, tao với mày uống. Thôi, đừng uống cà phê, uống rượu đi. Tại hả? Tao lại mày. Mày nghĩ thì sao mà 7-8 giờ sáng mày xúc miệng mà rượu vậy? Buồn rồi. Cái gì? Tâm sự đưa cây làm dĩa là phỏng quặn con khô mực, khô cái đuối cũng được. Cái gì mà nói cũng được. Trời ơi, cái mặt mày vậy rồi cũng lôi đắp thuốc rồi chứ uống rượu uống đồ. Uống gì cho máu tan máu bầm. Bầm ổng nổi thôi, má bầm. Về má công cũng dở mày, nó nhằn nhỏ nó liên lụy tới tao nữa. Uống trả tiền cho nợ đâu mà sao mà cứ cằn nhằn hoài hả? À? Đâu mà trả, nó với cái miệng không mà. Trời ơi, sổ đầy nghẹt trong đó toàn là tên quen không. Yên tâm, bữa nay nhậu xong là trả luôn từ lúc trong Tết ra đến đây luôn. Làm gì mà chỗ tiền mà trả? Trời, miễn có tiền trả được là ông bà ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi mà không biết hả? Chắc đúng không? Chắc! Thiệt không? Bữa nay nhậu đàng hoàng uy tín cho được 1 lít rượu. Ồ, con khô cái đú khô mật. Tao tạm tin mày đi, trời không có tiền mà chơi sang quá. Bây giờ nhậu phải không? Tao với mày nhậu thôi nha. Mày đừng có nói là móc điện thoại mày kêu mày xỉn con bé nhà tới đây nha. Gọi chi cho tốn tiền? Đúng. Nó tới rồi kìa. Ừ. Trời ơi, 3-4 bữa mới gặp ha. Ngồi được ngồi đi chiến hữu. Trời ơi, cái nỗi này chết linh lắm rồi. Tối nhắc đi xuất hiện liền vậy. Trời ơi, nhắc cái gì chú? Con đi chung với anh Sai nè. Đúng rồi. Mà cử vô trước thử coi chú mở quán chưa.
á, tụi con núp ngay đầu hẻm á, thấy vô mà mở quán là nhào vô liền. Khách vô tôi mừng chứ mấy cha mấy mẹ tới tôi sợ nhậu thiếu không à, tụi bay thiếu tụi bay ghi nợ là con vợ tao mới chửi tao. Đâu phải là ông muốn trả chú đâu, hôm bữa chú nhớ nhậu xong là kêu chú tính tiền liền luôn á, chú viết cái bill đưa con này đúng không? Ai trả đâu. Nhưng mà kẹt cái lúc đó bên lò banh nó gọi mỗi lần trước có thêm mấy chai chú còn thiếu nữa giờ không đưa nó dí con làm sao, cứ thà chỗ quen biết chiến hữu mình thiếu tốt hơn. Đúng rồi chú thông cảm tụi con đi, mới mùng một hai mùng ba tết chặt hẻ một cái mất hết mười mấy chai luôn. Thì chừng nào có tiền thì tụi con trả, tại bữa làm cá bồ cua tụi con thua quá chú. Hôm bữa đó ba đứa con đứng lên đi về là không phải là chơi xấu chú đâu, có nhắn nhủ lại anh Sai nè, có gì tính trước cho chú rồi tụi con sẽ trả lại. Sao không trả đâu? Có, tụi nó có nhắn. Sao mày không trả? Định qua 4 giờ rưỡi 5 giờ lãnh tiền trả luôn. Làm gì lãnh? Đánh đề. Rồi có đề trúng rồi mới trả tao hả? Trời, quyết linh lắm. Biết cái thằng Tí con mẫu không? Tí con mẫu? À, cái thằng bị xét đánh xém chết gì? Đó, chính vì cái xém chết nó nói đầu trúng nó. Trời, nó quấn cái thằng nhỏ, thấy mà dễ thương nó leo lên nó sửa anten thôi. Xét quấn cái ấm xuống cái nửa mà đen nửa mà này trắng. Rồi đó. Vậy mà nó sống được mới hay á. Nó phá cái con số rồi ra, người ta quýnh con số ra trúng rồi. Bữa nó cho mày không? Cho, dắt tụi con nhậu nhớ không? Đây nè, hồi bữa đi ngang qua là anh Say, khỏe mà Say. Là ờ khỏe. Trời nó em sao rồi? Trắng lại bình thường chưa? Nó chưa. Nó nửa trắng nửa đen tiếp. Nó nè, chỉ cho anh con số. Hỏi sao vậy? Anh biết ngã tư sớm chiếu phía trên không? Đó, chỗ đó mới bị tai nạn xe đụng. Linh lắm. Lập cái miếu rồi. Anh tên thấp nhang giái đi. Anh giái mà có chiếc xe đa là chạy ngang qua thôi thì anh đánh là trúng. Đánh gì? Đánh chiếc xe hả? Bản số. Mày gì đâu mà nhìn bản số xe quánh đâu. Chạy ngang qua chậm xe lại, hỏi người lái xe bao nhiêu tuổi quánh là trúng. Chạy nghe người chạy người hỏi không? Có chặn hỏi. Nhiều tuổi? Không phải một người, mà hai vợ chồng chở hai đứa con, bốn người lận. Cộng lại hết 102 tuổi. Về quánh 102 chủ xỉu. Chủ tuổi? Ở quánh xỉu chồng. Xỉu chủ? Trời ơi, bao lâu hết luôn. Ôi tụt quần luôn. Bị máu mà đỏ đen tệ nạn quá trời quá đất. Bây giờ nhậu phải không? Có tiền trả đang qua. Có không? Có. Đâu? Ơi, chứ lúc nào cũng bị thiếu mà sao vậy? Có người mà ai đi ăn thiếu. N70 đàng hoàng. Chơi liền. Mới vừa có ai phải không? Bậy nữa, nghĩ xấu cho chiến hữu không à. Mặt mũi vậy đi giật điện thoại. Chứ đâu tụi bay có này. Cái này là thằng cháu ở thành phố nó xuống nó thăm. Rồi xong nó để quên, mình giữ giùm nó. Ủa chưa bán hả? Bán làm sao mà liên lạc chiến hữu nhậu được. Rồi tụi bay đưa điện thoại tao cầm trước đi. Sao chi hả? Trời ơi, nhậu thiếu cái gì tao lấy này tao làm mừng chứ, tao đưa cho bả. Khỏi. Sao khỏi? Cái mày ra nhậu đi. Tao đưa cầm cái cán trước đi. Dọn lên hỏi có người trả được đâu. Đưa điện thoại tao là không bán. Không bán không? Làm khó. Làm khó. Cho nghe thử biết liền. Nghe gì? Nghe đi. Sao nói lại Trời ơi, thằng nào nó chửi giống tao dễ sợ vậy? Thằng này nó gian nè, thằng này mất dạy nè. Thằng nào vậy? Thằng mày á. Ủa đây mà không tiếng tao hả? Chứ còn gì nữa. Không chứ vậy. Không mới có người trả tiền nhậu. Rồi thôi là bằng chứng. Bằng chứng gì? Hả? Bây giờ nè, không dọn lên, không cho ăn nhậu. Đưa cái này cho thêm sòn. Đúng rồi. Trời ơi Hiếu của mình chồng tôi à ha. Ủa sao trống cái ghế này vậy? Vợ tao mới ngồi đi chợ á. Đúng rồi, còn ấm. Nóng. Ôi chú có thấy ông Sai chồng con không vậy? Không. Trời ơi, từ ngày vụ đó tới giờ tao thấy nó tới quán tao, tao đủ nó đi liền. Vụ gì chú? Vụ mày đánh chồng mày đó. Trời ơi, sao chú biết hay quá vậy? Trời ơi, mày quýnh nó một cái nổi tiếng luôn. Mày banh nó ra như tướng mã banh thi. Rồi mày leo lên bụng nó, mày chơi thú nhúng. Mày nhúng, mày đứng khì. Cái mặt nó ô quan, trời ơi. Mày quýnh nó dữ lắm hả? Không biết quýnh làm sao à.
chứ cái tay con vậy bây giờ chưa lành nữa đó. Trời, quýnh nó, tay mày chỉ hả? Dạ. Thì quýnh nó dữ quá, mày đủ nó đi bụi rồi sao mà tìm nó làm chi? Con mà tìm ổng chắc. Sao mày hỏi tao? Con tìm ổng để lấy cái điện thoại. Thằng cháu với thành phố lên, ổng về nhà hả, ổng ăn cơm sao, ổng xúc bà cái điện thoại đi mất tiêu à. Bực mình không? Chút xíu tao cầm là thấy mụ nội tao rồi. Không, ý tao nói là chút xíu nó có quay nó nhậu á, mà nó có cầm cái điện thoại qua đây á, lấy điện thoại trả lại mày quay. Nói nhớ giữ lời nha. Tao lớn mà, tao nói giữ lời chứ. Nhớ á. Ừ. Ui cha đau quá. Có nhậu nhẹt gì thì nhậu hen. Đừng có rủ chồng tôi nha. Đừng có để cho tay này giống tay bên đây à. Gì mày? Mở xác đi chưa? Đi rồi. Tao thấy căng quá. Mới chuyển chỗ nhậu. Chuyển chỗ nhậu? Chuyển chỗ khác nhậu đi. Được á, dễ. Đúng rồi đi. Tao thấy vợ nó căng lắm, cung tay cung chân. Lấy cái này đưa cho bà Sò nghe đi. Cái gì vậy? Nhớ trả tiền là được rồi. Yên tâm, nhậu ở đây nè. Thôi, vợ tao nó có tới nữa. Mày để mình mày căng thôi. Đừng có để vợ tao nó căng rồi, mặt tao ô quanh, cái mặt mày xấu lắm. Thôi đi, mời lấy Sò, mời em á. Sao? Mày nghe coi. Trời ơi, chưa có cái gì mà tụi mày hối tầm nhạc vậy đó. Trời ơi, phải xế phải. Ê, chơi đó ha. Chơi đó ha. Hai con. Uống rượu gì vậy? Uống rượu càng long. Càng long luôn ha. Pha với tắc kè. Hải mã. Ê, chồng này thằng nào trả hả? Sò trả. Gì? Sò trả? Thôi ông nội ơi. Mấy bữa trước thiếu tiền đó hả, chưa có trả nó. Mày biết không, tao đi ngang qua tao nghe vợ nó chửi nó không còn cái gì luôn. Dạo này thiếu nữa hả? Còn lâu á, kỳ này chắc ra đường nó ở luôn á. Không sao đâu, yên tâm, tao có cách tao gài rồi mà. Gài cách nào không? Hồi nãy suối ổng á, chửi vợ ổng. Suối ổng đòi ly dị vợ ổng. Lấy máy điện thoại ra ghi âm. Đó, nếu mà ổng không lo cái chầu này hả, đưa cho vợ ổng. Vợ ổng bỏ ổng liền, ổng ra đường. Có chơi chiêu rồi phải không? Sao? Nhưng mà mày yên tâm đi. Hôm nay anh bảy mày tiên bố lý do. Nhưng nó không trả, con này tôi trả. Mới nói ông rồi trả cái xong rồi. Lỡ nha, bữa nay nhậu rồi phải trả tiền đó nha. Yên tâm, chiều nay tao trả. Ủa chiều, sao tới chiều vậy? Chiều chúng đề trả luôn. Chiều quánh hả? Là ký sổ chiều chúng rồi mới trả đâu sò hả? Ông mơ quá, ông về mua bụng nước ngủ rồi. Tao nói cho tụi bay nghe nè, một cái chuyện mà giống như là quyền bí. Quyền bí cái vụ thằng tí con ốm bị sét đánh trẻ làm đôi gì? Tao biết rồi. Mà không, cái chuyện đó là chuyện tầm thường, chuyện không quan trọng nè. Từ lúc tao đẻ đến lớn chưa bao giờ làm mơ. Mà hồi tối hôm qua tao làm mơ. Mơ thấy gì? Mơ hả? Tao nói cho tụi bay nghe. Dạ. Tao thấy con vợ tao á, nó leo trên cây dừa, nó hái hai trái dừa. À, Quýnh không hái. Vợ ổng leo, nam trồi nữ sụt, Quýnh không một đi. Ổng nằm mơ, Quýnh không ba đi. Mày đánh nè. Tao chưa có kể xong. Tao mới kể cho vợ tao leo trên cây dừa thôi. Tiếp nè. Tiếp rồi. Rồi sao? À, miếng bò kể. Không vui á. Con vợ tao nó cầm trái dừa, nó dặn, ai nghĩ nó chọc tay mày. Rồi sao? Nó rớt cái dừa xuống đầu còn nhỏ. Trấn tôi sao lão. Thằng này con ai? Con mà năm cháu Quyết. Con mà năm cháu Quyết này thằng bo. Nó 5 tuổi, Quýnh không năm. Nam trời nữ sụp. Không sao. Không sao. Không, con gì cũng chật luôn. Hỏi nó coi thử nó sinh năm mẹo dần tuổi tị ngọ gì đó là Quýnh theo tuổi chúng mà. Mày nghĩ là hổng luôn đi. Tao chưa có kể xong hết bị nghĩ rồi. Ờ, nó bảy chưa kể xong kể chứ không? Mày tiếp nè. Vui á. Cái mặt còn nổ xuống. Đưa đi vô bệnh viện mày. Đưa vô bệnh viện đúng rồi, nó phải bị chấn thương là phải đưa vô cấp cứu. Mà đưa cấp cứu 114. Đúng rồi, quên 117. Làm như cháy nhà mà gọi 14 cứu hỏa. Cấp cứu là 115. Đúng rồi. Đánh chủ xỉu đi 115. Chủ xỉu là gì? Ông quên xỉu chủ. Chưa kể không, nhảy. Không, phải tiếp còn nghe nè.
bắt đầu heo bạc ra đưa vô bệnh viện mày đúng không? Khi vô bệnh viện á, bắt đầu đưa vô tao đi theo mày. Tao đi theo rồi, tôi theo nha. Tôi theo tôi coi như là bác sĩ đưa vô cái giường số mấy. Rồi số mấy. Trời ơi! Dạ? Không hay! Không phải quá. Nãy thì nói dặn hai cái giường quýnh không hai, thì lúc đó đi phải đợi xuống mà đưa vô bệnh viện nhìn cái bàn giường không hai. Đúng rồi, sai lắm. Giờ sao nói luôn là lấy hai cái giường cộng với không hai cái giường nằm cộng lại thành không bốn đi. Tao nói đúng từ đầu rồi, không chịu. Vậy mà cái nhà nó quan trọng nữa. Cái gì nữa? Tao lên trên miếu. Trời, tao biết rồi. Miếu cầu tư hoa phở. Miếu cầu tư Minh Linh đó nha. Sao? Hôm bữa có nè, cái thằng ba sửa xe ra đầu đường nè. Trời ơi, nghe đồn cái miếu nó cầu linh. Nó lên cái cầu đó, dạ cậu Tư ơi cậu Tư, làm sao giá, làm sao cho con trúng số về, con cạo đầu liền. Kêu trúng liền, đúng không? Trúng bao nhiêu? Nó trúng 7 ngàn. Nó cạo đầu 10 ngàn. Cứ dễ sợ. Thôi mơ, nó thử thôi. Xong nó thấy linh thiệt. Nhưng mà kỳ này nó cầu độc lắm nha, không có cạo đầu. Nó nói ông Tư giá làm sao cho con trúng số, kỳ này mà con trúng số con thề với ông, con nhảy lầu 1. Trời. Ủa, chiều trúng 10 triệu. Trời, trúng. Nó nhảy lầu xuống xong nó gãy hai cái giò luôn, là tốn tới 100 mấy triệu. Ôi, dễ sợ. Rồi đẩy xe lăn rồi ngồi về giá xe ra. Gì? Ngồi sáng sớm rồi ngồi nhậu nhẹt hết rồi hả? Trả không? Trả không? Trả mà. Mấy ông nội, làm ơn nhậu rồi nhớ nha. Trả giùm tôi đi, thanh toán giùm tôi đi. Ngày nào cũng biết sổ, ký sổ không à? Đúng rồi, trời ơi, đúng được. Chí hủ của ông đó còn đúng cái gì? Đúng rồi, được. Trả. Trời ơi, tâm đi để tôi trả cho. Hôm nay có hội trưởng ngồi đây mà kiếm luôn cái gì. Rớt, rớt, rớt mày. Nè nè, tôi báo cho mấy ông nghe một tin mới nha. Chiếc hủ của mấy ông á, từ Mỹ mới về. Thằng nào chứ? Thằng Tôm Mi. Tôm Mi. Ừ. Tôm Mi còn biết mặt đơ. Đó, biết kìa. Thằng Tôm Mi là anh của thằng Tôm và Jenny. Chắc phải. Có đứa hoạt hình. À, lộn là hôn anh của thằng Tôm xuống Bồ Tát. Cái đầu mày con, cái đầu mấy từ mã là Tôm Mi là nào chứ? Tôm Mi là cái tên họ nó bên Mỹ. Dạ. Ở Việt Nam nó tên là Tèo. Thằng Tèo à, thằng Tèo cũng do ông nhắc đó. À, thằng Tèo si ké vậy. Bậy vậy, nó kêu là Tèo lúc kia lúc ké. À, hồi đó nó hay ăn me. Thằng mệt quá, mệt quá. Nó nói cho tại vì vậy. Bây giờ á, nó là một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ. Giàu lắm. Nổ rồi á. Nổ. Nổ cái gì? Tôi thấy báo đăng rõ ràng nó chụp hình với Tổng thống Bush nè. Với Bill Gates nè. Với cái cô ca sĩ gì á, Barry Hepper gì đó. Barry Hinton. Ờ, Barry Hinton. Cái đó mà phải trúng số độc đắc mới vào được. Bà nói không có tin đâu, giờ có gì bằng chứng không? Chứng không? Trời ơi, sao không có bằng chứng? Nè, tôi nói nó phá tòa rơi, tôi nói đầy chợ, nghẹt cứng chợ luôn đó. À, thằng Tèo nè. Ủa, cái bên ông gì tổng thống Mỹ à? Đó. Ông Bush. Ừ. Cô gì đẹp quá. Ôi, cái gì à? Hanson à? Barry Hinton. Đúng rồi, đúng rồi. Ông này gì à? Gì vậy? Tè à? Bill Gates, ông nào ghét te gì? Ai biết là Bill Gates giàu nhất thế giới này, nhất nghề luôn đó. Mười mấy năm về trước đây nó nghèo sơ nghèo sát, giờ tự nhiên thành tỷ phú rồi ta. Thấy chưa, tin chưa? À, trời ơi, đẹp quá mày. Khoan khoan, im lặng coi. Cái kèo này ngon hơn cái kèo của con sò. Được rồi. Anh Bảy mày chính thức tuyên bố chúng ta thành lập một đội lễ tân để tiếp đón Tommy Tèo. Ok. Rồi mày gian, có coi mày gian ra. Ờ đứng cho nó ngay ngắn. Mày trời ơi, ơi lộn đâu. Trời ơi, biết quay cái đầu lại. Mày à, mày không biết cái gì hết á. Giờ cầm lại đầu coi. Rồi. Trời ơi, chừng nào tao thấy một Tôm đi Tèo thì cũng cùng nhau hôn. Kéo cái xuống liều coi. Đó, kéo lên. Rồi. Đưa lên coi. Còn hai ngày nhớ nha. Một hồi nữa mà Tôm đi Tèo chạy ra, nó bước chạy xe tới đây nha. Chưa. Tắng lên cái két. Hai thằng mới chạy tới. Nha. Đứng nghiêm nghị lên. Mở cửa xe ra chào môn Tôm Tèo. Thấy chưa đó là hai kinh nghiệm của hai này, nghe không? Được chưa? Làm thử làm cho nó biết chứ không thì nó rối á. Đúng rồi, tao giờ là rồi chứ. Mày ra đi, đi mày làm Tôm Tèo đi. Làm Tôm Tèo coi. À, làm Tôm Tèo hả? Rồi Tèo nha, nghe tại Tôm Tèo bước xuống nha. Tèo bước xuống nha. Bắt đầu nè, hai đứa mày chạy ra nha. Xe nó lên. Kì Tèo Tommy Tèo, xe Tommy Tèo, Tommy Tèo. Hello. Tommy Tèo. Ôm nhau nè. Thấm thiếp. Mày hôi quá. Tắm 1, tắm 3 ngày sao hôi dữ vậy? Thông cảm đi, vợ quấn xương mặt đủ đi, lấy đồ đâu tắm. Rồi. Tommy Tèo gì kiểu nó thơm. Xin chào Tommy Tèo.
Rồi, vô hẹn bây giờ. Ông Bảy, ông cứ tính cái phần kế tiếp đi. Sau khi thằng Tèo nó bước xuống xe rồi, sau đó mình làm lễ sao? Đúng rồi. Đây. Bây giờ đứng đàng hoàng nha. Nghiêm. Đó, nó bước xuống xe kìa. Kính thưa anh Tèo, em là Bảy Sĩ. Sĩ. Được trong giới anh em bầu làm chủ sĩ. Là chủ nhóm tổ ăn nhậu. Và rất hân hạnh hân hoan chào đón lần đầu tiên anh đến Việt Nam. Và anh đã bay nửa vòng trái đất, khoảng chừng mười mấy hai chục ngàn. Nửa vòng trái đất bay có ngày 24 tiếng à? Lộn. Bây giờ chúng tôi xin bạn phép với anh là chúng tôi sẽ được làm lễ lễ đọc điếu văn. Đọc điếu văn. Ê, thấy cái gì vậy? Đọc điếu văn. Xin mời anh say, say, à, đổ tay lên đây đây. Mì, lên, mì, nước mì, gió, đứng, để cho tới giờ đọc. Coi như là anh Tèo đứng đây mà. Rồi, đứng đây, đây. Rồi, đọc nàng vàng đây. Chưa? Dạ, kính thưa anh Tôm Mì Tèo. Chúc mừng anh đã đặt chân tới đất nước Việt Nam. Đặc biệt tới quê hương chúng tôi. Gặp lại những chiến hữu cũ sau mười mấy năm xa cách. Đúng. Các bạn nên biết. Anh Tôm Mì Tèo, ngày xưa nhà anh nghèo, nhà anh ở trên đỉnh đèo, nhà anh bán bánh thèo lèo, sáng ăn bánh xèo, trưa ăn bánh xèo, chiều ăn bánh bèo, tối ăn cơm cá kèo, đặc biệt nhà anh có nuôi mèo. Không bao giờ biết hứa lèo, nhà anh gần còn chèo, thích hát bài kiếp nghèo. Sau một thời gian, anh làm ăn ở Mỹ, giờ anh đã nổi tiếng. Một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ. Anh đã trở thành đại gia. Nhà anh ở America. American á. Thích mà nhớ không biết rồi. Mẹ sao nào cũng không biết đây. America. Anh có chiếc xe ca. Nhưng anh bán. Anh mua chiếc Toyota Yamaha Corolla. Nhà anh không có ma. Tối ngày anh đi massage. Giàu hay đi massage. Anh đi bằng Mazda. Hay uống Coca Cola. Anh thích đờn cá, tóc cũng thật chạy thị ba, hát bài, làm bà đà. Để đón chào anh Tôm Mì Tèo, chúng ta cùng cất tiếng cá, hát bài tình gia. Tình gia mang như gần tay như, ngọt ngào như dòng nước tôi. Hình như xe tới kìa, khói bay mù hết kìa. Phải không? Phải rồi. Này là đi xe hơi nè. Bảy. Có đi xe tăng á. Bảy. Xe tăng đâu xe tăng, xe hơi. Mà không phải xe hơi thường nha, đi roi roi hay sao á. Đó, bắt đầu đúng ra nè. Đó. Thấy không phải. Cái gì vậy? Ủa sao thấy xe? Thấy người mà. Ủa. Vậy là sao chết nè. Chạy nữa đi. Chạy nữa. Ủa. Nhìn sau kìa, càng chó kìa. Ủa. Ủa sao đi bộ? Sao chó được cái vậy? Qua thì đi về thèm quá, ghé cho chợ ông Tạ quất mớ thịt chó rồi bữa nay còn mùi sao? Để đón tiếp sau. Chị đón tiếp cái gì? Hồi nãy là tưởng như xe hơi xuống, tao mới kêu mình tụi đi làm lễ đón tiếp. Bây giờ mày coi thân hình đó kìa. Te tui con chó lé. Chó tiếp nữa. Thôi vậy đi. Nhìn ướt áo này, không đi này. Nhà có rồi đi vậy nó sao đó à, mày mà quá. Đừng có nhìn cái bề ngoài đánh giá còn ta. Không có sao nè, ta đang hình thấy không? Hình gì? Thằng này tao biết đó, còn mấy ngày tao không biết. Ủa? Báo này đi về tới đây rồi hả? Ừ. Trời ơi, công nhận nhanh thiệt anh. Trời ơi, mà thiệt. Cái bài báo này em đã không ưa rồi. Em đã giấu rồi, em đâu có cho biết em giàu. Mấy đứa nhà báo bên Mỹ, trời ơi, nó hay tìm tòi lắm anh ơi. Ủa, thiệt hả? Thiệt hả? Là quen bút luôn hả? Quen hết bạn em không á? Bạn rồi. Quen hết rồi hả? Trong vòng 10 người mà ở đây mới đang có 4 thôi. Còn 6 người nữa chưa đang. Vậy là em giàu có ngang ngửa không? Em ngang ngửa Bill Gates này thôi. Bill Gates này. 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 Bill
mấy tỷ đô mấy chục tỷ mấy chục tỷ đô trời ơi. Ô, nói vậy là tài sản em cũng mười mấy hay ba chục tỷ đô hả? Có nói chung em ngang đó thôi chứ giờ tiền em của em cũng ít có đếm lắm, em cân mấy đô sắp tết vậy. Cái này nó lấy vi tính kia hình đó. Dạ không có, cái này lấy được ở đâu? Từ báo gốc mà phải không? Trên mạng thì đó, nó đưa lên luôn lần á chứ đâu có ai làm gì. Làm trời ơi, này nó đăng lâu rồi anh ơi. Cái này là cách 4 năm trước rồi đó. Ủa, bây giờ mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Cầm dây chuyền á. Trời ơi, dây chuyền không đeo mà ngậm vậy đó hả? Dạ thích vậy đó. Tụi sao nó bằng cái bò bóp tay thôi mày. Tôi đúng rồi à. Đeo đeo tôi đúng vậy đó. Mấy trăm tí á. Không rớt ra mà hay ha. Cái hòm xuống quá tao. Sao bác? Em Tommy Tèo thân mến, ngày xưa cách đây mười mấy năm về trước em ở trong nhóm hội ăn nhậu của anh Bảy Sĩ. Đây anh Bảy Sĩ quỷ diễn danh đọc diễn văn để chúc mừng em. Diễn văn với diễn văn hả? Diễn văn hả? Vỗ tay. Anh Tommy Tèo thân mến, chúng ta phải biết ngày xưa anh Tommy Tèo nhà anh nghèo, nhà anh ở trên đỉnh đèo, nhà anh bán bánh bèo đèo, sáng anh ăn bánh bèo, chiều ăn bánh bèo, phải không? Còn nữa mà chưa ăn cơm cá kèo đó, còn nữa cao đâu, khúc dưới đó, khúc dưới à? Dưới là Mazda phải không? Ồ sao biết vậy? Ngày xưa có chiếc xe ca, bây giờ bán mua Toyota Mazda rồi. Cuối cùng nữa ghê để đó anh Tô Thị Tèo hát bài tình cha đúng không? Cha ông như dòng mãi dư. Sao tự nhiên con về chưa hát bài tình cha? Đi ghê. Chuyện cho nó đi. Tình mẹ. Trời đất ơi. Hát tình cha đó. Thôi cảm ơn mọi người nha. Giờ con phải về thay đồ. Trời chó nó xé hết trơn. Hẹn nào hai nhậu đi. Chị đã đọc mấy nhà bảy nha. Đến nhà bảy nhậu nha. Rất là ái mộ, nó giàu mà rất là bình dân. Đúng quan trọng cái là chó. Giảng gì quá, tiền nó cần ký không? Cái chuyện cần ký nó không có quan trọng. Mấy người đang nói gì cái tướng tá nó đi mà thấy không? Một con người rất là bình dân thì rất là tao ái mộ nó quá luôn à. Giảng gì đúng không? Giảng gì đúng không? Giảng gì ha? Không dám đâu, mặt này mới giảng gì. Thì gớm. Dám gớm đâu. Mặt gì nó ai cũng khen đẹp trai. Nó tới chưa? Sáng qua chú dặn nó sao mà giờ chưa thấy nữa. Dặn giữa chỉ đường là quẹo nghe vô cái nhà tao đi, không biết nhà tao. Trời ơi, bày đồ nhậu ra hết hả? Bày xong hết rồi, giờ vô là quốc thôi. Vậy, giờ con có ý kiến gì? Nhậu nhẹt khi mất thời gian. Dạ, đúng không? Bây giờ cô đi tiền. Nó là một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ. Phải không? Đãi mình cái chầu nhậu này thì cũng có nhiêu hết á. Bây giờ mình rủ nó quánh bài đi, quánh bài cao. Tự nhiên mày nói chuyện mắc cười quá, nó bên Mỹ nó về tiền đúng không? Đâu. Anh em mình hùng lại hay là tao đãi nó nhậu để có tình nghĩa anh em với nhau. Tự nhiên mình kêu quánh bài làm sao tao không có hiểu à. Nhậu xong mai đi chỗ khác cũng vậy. Trời ơi, lâu ngày trên rừng có con nai hay con mỡn về mình gặp nó mình xẻ thịt ăn ấy. Phải không? Phải gặp nai không? Hay là gặp nai lai cọp có thấy mụ nụ nữa. Bởi vậy ông sò này không biết ông bà mình có câu nai tơ gặp cáo già. Nó là nai mình là cáo. Rồi tiền đó mình đủ mình quýnh với nó. Thì mình hùng lại. Quýnh bài cào mình đưa cho nó làm cái đi. Sau đó mình đổi bài. Chắc ăn không? Làm gì có mất tình mất nghĩa anh em với nhau không mày? Tình nghĩa vậy nó gì kiều nó Mỹ giàu hơn mình. Anh bây giờ nói thiệt nha, xin lỗi nó bây giờ tính ra mấy chục triệu đô la, đúng không? Sao kiếm được hay vậy? Mình đang ăn giỏi lắm mà, 4 người anh em mình ăn nó 1 triệu đô la cũng thấm thiết rồi đó. Bây giờ có nghĩa là, bây giờ mình kêu nó tới đây, nhiều cái mình giả bộ mình kêu quýnh bài, xui rồi có nghĩa là,
ba bốn anh em mình chơi cái màn là ship bài, đổi bài, đổi bài với nhau. Chứ làm sao nó biết được? Thôi chia ra rồi mình cho nhau coi bài nè, con nào nhiều nhất cái mình đổi. Quá giàu mà hả? Rồi nó mày mày vô trong đi, vô trong. Vậy vậy tao vô nha. Thay lấy cái chiếu trải ra, lấy cái mền bỏ lên. Vậy dẹp dẹp được, ăn hết luôn hả? Đồ nhậu. Lấy cái chiếu trải, lấy cái mền xong rồi bao ăn hết nha. Dạ dạ rồi. Coi mấy giờ rồi? Ôi chừng sau này trễ quá. Nên ta nói là Mỹ cho giờ chính xác không phải vậy. Gần 11 rưỡi rồi, 11 giờ 27 rồi. Chết cha, còn 3 phút nữa hả? 3 phút nữa sao không thấy gì? Bây giờ nhớ nha. Tới. Vô. Tới. Vô. Đi đi sắp xếp. Lẹ. Vô sắp xếp. Lẹ. Ôi chú Bảy. Vô đây kìa. Vô. Ở Mỹ về tướng khác ha. Đủ gì đâu khác chứ. Khỏe ra. Khỏe anh. Chắc bóc hả? Thôi chơi. Này mập ra ha. Ủa? Kêu con qua đây nhậu rồi sao không thấy bàn nhậu rồi sao đãi mền để rồi chi vậy ta? Đang làm mồi ở dưới. Đang làm mồi. Lâu quá không có mồi nhậu kiểu vậy. Nhậu về. Nhậu với mấy chú rất là vui vậy. Có lẽ đem rượu lên nhậu đó nguyên tủ rượu á. Nhưng mà ông Bảy ông nói tại vì tháng giêng tháng ăn chơi. Cho nên bù quá ông Bảy là không có mua bài về. Giờ anh em mình chơi bài xì dách hay bài cào cho vui. Cứ nghe là ổng quấn bài trước rồi ổng xui rồi mình ăn con sao. Giờ chưa có đánh. Dạ. Giờ con không biết đánh bài. Trời ơi. Tưởng qua đây nhậu chứ em không biết đánh bài. Bài cào dễ lắm. Cào có lúc bài cào dễ lắm. Thôi vậy đặt chơi cho vui thôi nghe. Hai chục năm chục thôi nha. Gì? Tháng giêng tháng ăn chơi 100 đi. 100 đi con. Thôi 100 ít lắm. 200. 200 đi. 200, 400, 800 chưa đủ. Như tèo xài đô 100 là tính 1,5 triệu. Ăn không chắc. Nay là nãy ngon lắm. Nay gì anh? Không. Nãy mới Bảy ông mới mua con nai để trong nhà. Con nai có Bảy chơi con ăn thịt nai đó. Nãy con là nai tái chanh à. Giờ con nai con cũng ráng ăn nai. Xẻ nai à. Xuống đi bước ra xíu ăn. Có bốn tay à, đâu có nhiêu đâu đúng không? Bỏ tiền ra chơi chứ. Dạ, bỏ tiền đi, thấy tiền. Bỏ tiền. Cả lại tôi lên. Trời sao đi chú tiền quá trời. Bỏ này tiền gì, không biết không? Dạ. Tháng nhiên tháng ăn chơi, sẵn con về nước rồi, chú vui quá. Bữa nay con nói thiệt nha, bữa nay chiều bữa bảy con mới chơi đó nha. À, con cũng không có tiền bạc gì nhiều đâu. Dạ. Thơm, nay thơm thiệt. Đây thơm thiệt. Cái vụ này chắc tao lên thêm tấm nữa quá. Trời ơi, thấy người ta bói quá rồi. Ủa cái này sốc làm sao chú? Sao vậy hả? Thôi làm vậy được không? Con thấy hồi nãy anh ấy anh làm vậy nè. Con cũng rành lắm. Rồi vậy đặt vô đi. Quẹo. Dạ. Lên đây mấy đứa. Lên đây. Qua anh Sải nè. Chơi không? Chơi với anh à? Trời chú bị sợ. Ở đâu quá trời vậy anh? Quá ngồi hả? Ở đâu quá trời vậy? Ok. Dạ em bảo ok. Ok là ok. Nó bậy. Mắt họ lại đánh lén nhà ông Bảy. Nó ké. Nó ăn hả? Ừ. Thôi đặt đại vô đi. Đặt đại đi. Tối đa là 500 mấy đứa. Chiều mấy anh em mới chơi nha, chứ em không rành lắm rồi. 200. Kẻ nhiều. 205 ngàn. 205 ngàn lẻ. Có 5 ngàn lẻ. 5 ngàn lẻ mày đi. Mày đi ăn gì lộn mày. Kẻ 200 ngàn. Mày kinh là hết, mày mở bài. Thôi đặt 300 thôi. 300 đi. Ta lên. Xong. Rồi cũng chia ai trước? Tùy ba cái mọi bao kia luôn. Cái đồng hồ đó. Con không có rành thử ra. Con không biết cây mấy cây? Ba cây. Ba lá. Mỗi người ba cây. Ba lá thôi. Đúng rồi. Điện thoại. Dạ con có điện thoại. Alo. Bố hả? Con đi. Có. Thôi nghỉ được rồi, hai nhiệm kỳ rồi. Ăn được giác quân đi quánh ra hoài à. Kinh tế đang xuống rồi, còn xuống rồi nghỉ cho rồi. Hai nhiệm kỳ cũng hết rồi. Làm gì cho nhiều, để người khác đi. Mở bài đi, đang đánh bài. Bảy nút. Ok. See you. Bye bye.
Ủa sao mấy chú không dở bài? Bút là dạ tổng thống bút á. Đây là con Mỹ đúng không ạ? Ủa ba trong nhà mất quá. Hay lắm. Alo. Đang diễn lá bài gác hả? Cho 1 triệu cũng được. Mày hên mà kinh ní. Kinh ní. Ừ, kinh ní. Kinh cái xong số quốc tội tèo quá. Này. Ừ. Lớn tao coi. Đứng tao nhỏ coi. Cái kéo lớn tao. Cái điện thoại. Ồ, có rồi. Dạ, con chứ. Chờ con chút. Alo. Rồi sao rồi chú? Bill Gates nó điện em. Bill Gates nó điện có điểm học anh văn gì tính. Rồi thôi con đang ở Việt Nam chơi. Rồi xét đi xét. Chín lúc rồi. Trời. Chín luôn. Chín luôn. Đúng rồi. Chín rồi. Con đi nghe điện thoại đi. Dạ đâu có ai điện đâu. Thì giả bộ ra nghe điện rồi. Có phải dù tin. Không có, nãy giờ bạn con điện quá chừng rồi. Dở bài đi, Dở ha. Không ai điện nữa hả? Dạ không. Số máy để điện. Thôi kệ nó đi, anh chừng nào đó cần nó điện em. Mở mở đi. Mở trước đi. Không, phải. Mày mở đi, mày. Mày già ơi, mở đi. Sao không mà ăn ông xui quá lật luôn Tao nói tụi mày, tao quên, mày nói ông đẩy ông sòi xuống. Nè, hai con hết.
con hai mày cũng ăn. Đúng rồi, chẳng lẽ bây giờ ông lấy con xì. Đúng rồi. Chứ con tay mới thua thôi. Còn mới thua là một hay bốn là từ quà ăn không mà. Đúng không? Mày mười cửa ăn á. Đúng mà dễ ăn. Chắc mày ăn mày thấy không? Dễ ăn ghê. Dễ ăn. Nó mày tay. Dạ bà cầu ha, mày nói bà cầu ha. Trời á. Tay. Tay. Trời ơi, ba đứa còn không ăn. Rồi giờ hết tiền hả? Còn ai còn tiền không? Thôi vậy con nghĩ là con về. Trời ơi, bình tĩnh gì đâu có đó chuyện đó. Con cho bắt dai. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ nè Tèo, anh thấy về về đi. Vâng. Giờ thua rồi chẳng lẽ mình xin lại cái kỳ. Được. Giờ lấy giấy tờ nhà quấn luôn được không? Tờ nhà của ai? Nhà của... Thì ông chưa có chơi thì ông lấy tờ nhà cho ông ra. Bên kia chơi thì sao? Bà xã tao biết à. Không bà đúng không? Trời ơi, chuyện đó bình thường, có gì đâu. Lấy đi nhà anh đi. Lấy vô lấy, bà đi làm rồi. Giờ sao không lấy được về à? Từ đấy. Giờ vậy dễ nhất là giờ vô lấy cái giấy với tờ giấy ra qua đây. Đó, rồi ký vô, mỗi người đặt chữ ký vô. Đánh một cây duy nhất thôi, ăn thua nghỉ luôn. Đúng rồi, biết đâu mình ăn mình lấy lại sao. Hả? Chạy luôn. Rồi, vô lấy cái giấy viết đi. Dễ quá. Nói vậy cuối cùng đến bài này cũng dễ ăn quá ha nè. Lâu lâu về đi bác bảy rủ qua đây nhậu rồi cứ mình không ăn được nữa. Để ký đâu giờ thảo xong chưa? Bảy đâu được rồi. Rồi đúng rồi. Giấy tờ. Mày xuất bạc rồi. Ủa cái này là giấy gì vậy? Không phải giấy tờ nhà là sổ hồng hả? Ờ. Phải không? Ừ. Rồi xong. Đó, phải ký vô. Cuối cùng thôi. Dạ, ai làm cái? Làm đứng này làm cái rồi. Cười lên chứ làm gì buồn nữa trời. Mới buồn mấy cửa. Cầm nhà vẫn vui. Cầm nhà vẫn vui. Cầm lên thoải mái. Đó, cầm lên thoải mái. Mấy người vẫn vui. Ký hết trơn là không ai mà không ký. Rồi cái này á là tại mấy chú ép con nha. À, chứ con đâu muốn đâu. Này vui mấy ngày tới mà. Nhỏ mà. Nhỏ mà. Mua bài đi. Mua bài giờ nó nở quá. Lỡ thua thì nó ở nhà mướn. Hết. Ai kinh hết á. Cứ để cho thằng bè tự sóc nha. Cái này trẻ con cái đi. Tự sóc nó tự chia đi. Ờ. Tự thử luôn đi. Ừ. Lỡ rồi. Cuối cùng đó. Có tụi đẹp. Đừng có ngó gì đó. Anh lớn rồi quay im lặng nha. Im lặng nha. Không được ngó hả? Không. Chắc này chắc là đường tỏa quá. Rồi. Rồi. Ai giờ chưa? Mai. Thế nào? Chính đó. Đâu? Thôi giờ chia lại. Chia lại thôi. Thấy chưa? Tiếp tục theo. Thấy chưa? Chấm liền. Ổ bộ rồi. Ổ bộ rồi. Tôi có lên quán bài là chắc chuyên nghiệp dữ lắm à. Phải. Anh thấy người ta chia thôi là anh đã biết mấy nút rồi. Có cảm giác, tôi sợ lắm. Lên. Thôi, khỏi kinh đi. Bây giờ bốn người. Từ bên này qua đi. Người kinh mía đây chút xíu đi. Dạ, sau này khó chỗ thừa lắm. Đúng. Có chữ ký hết cho mà. Ý, trời ơi, lát rồi. Mấy đứa kia có làm không? Không. Rồi xong ha. Trời ơi, con nói thiệt chú nha. Ăn của mấy chú con cũng có vui vẻ gì đâu. Con cũng không rành á, không biết sao á. Trời đãi chứ con đâu rành đánh lắm đâu. Sao đâu, tự nhiên đi. Phát. Nó kêu phát. Chưa có bài đó. Nó kêu bài á, nghi nữa hả? Ừ. Có đây chứ gì? Bỏ ra coi. Tụi nó nghi bù mà. Xả đi. Cái này đi phải không? Ừ, xả cái này nữa đi. Xả cái này đi. Xả một căn nhà mà nó trốn nổi. Giờ xả phải không? Xả cho bữa coi à. Coi cho coi. Xả đi đừng coi. Nhiều khi nó lớn lúc á. Dở lên. Nghi bù à. Bây giờ sao? Bây giờ anh muốn dở hay là không? Mấy ngày là muốn biết sao? Thôi xả đi. Xả cho mày cho coi đi. Thôi, không có cho coi. Coi tụi em. Không phải cho coi tụi em.
Coi tụi em hả? Ừ, chính là vô mày quá. Mày để ý được đầu lâu thì nó uống xong đó nó đúng thôi thế là đi người ta chơi đi chán nhậu cạn à. Thôi giờ anh ơi chơi cây quyết định đi, em mệt quá à, còn có nhậu hay không á bạn? Nhậu có chứ. Ờ vậy bà ơi dịch cho gà vậy kinh đi. Từ từ hả? Dạ kinh. Bây giờ tụi mày quyết định cho tôi kinh được. Ờ nếu như kinh này tụi mày kinh đi. Kinh mày dài nó lá thì cổ. Ờ kinh đi. Kinh kinh cứ giữ nha. Dạ bỏ mình. Mình có sợ nguyên vợ mình quá. Bây giờ sao? Ừ. Đi con về. Thôi đi con mệt quá. Hù hoài cái từ từ. Hù hoài à. Thôi từ từ. Bây giờ mình thấy chỉ có khi nào điện thoại nó rang mới tin được. Vậy là không còn đi thôi. Chờ chút xíu. Gọi điện thoại mạnh kẻ rồi. Điện thoại có ai rồi? Dạ hết pin luôn rồi. Hết pin luôn rồi. Thôi không có nặng nếu gì cho mệt quá bây giờ chờ lâu quá. Không có nặng không có nặng. Dạ thôi lật luôn đi nha. Lật hả? Lật rồi lật. Sao chơi không chơi không về à? Chơi lật luôn. Lật luôn là sao mày lật giọt lắm. Lật luôn giọt sao? Lật đi mà. Lật luôn. Trời ơi. Cái bài căng dữ vậy trời. Bảy. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Sao số bằng ai thì đứng vậy? Mày đứng tao hả? Chỗ diễn thì có ai lấy không? Tranh thủ bây giờ con mới tèo chưa tới mình khiên chỗ diễn này mình đem đi bán rộng kiếm vốn bây giờ sao tội nghiệp ổng quá. Được rồi, con chuyện người ta gửi quá. Gửi thì chiếc sao cũng về con tèo sao rồi. Bây giờ con lấy nhà ai trước nữa? Thì nó lấy từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ. Nó lấy nhà ông Bảy trước, rồi nó qua nhà ông, đến nhà tôi, đến nhà xỉu nè. Nghe nó rủng rủng trên cảnh. Bây giờ nhìn lại bốn người này như là bốn chó già. Tiếng hoài, tiếng hoài vậy? Tiếng tèo vậy, tiếng hồn chết không? Trời ơi, quán kia là đây hết chứ nào? Mấy gương mặt này sao quen quá vậy? À, mấy thằng bánh bài bữa nó theo mình mà. Phải không anh? Tự nhiên bây giờ tự nhiên đi đi theo thằng Tô Mi Tèo là sao? Nó phản phúc quá, cái gì đó. Chỉ điểm đó. À, nó dắt chỉ đồ đời. Mấy cái thằng này ác độc. Sao? Giờ sao? Giờ mấy chú tính sao đây? Sao đâu? Con khổ quá nội. Con sắp về nước. Bây giờ mấy chú tính sao đây? Giấy tờ đây, giấy trắng mực đen đây. Nếu không ha. Con sẽ lên cơ quan pháp luật. Đúng. Tha cái gì? Chú hăng lắm à. Hàng nhậu không nhậu rồi đến bài.
tụi nó xuống với bác nữa. Bác mà không biết cái gì đâu. Còn nói tháng giêng là tháng ăn chơi nữa. Làm không lo làm, bác còn suối mấy anh này. Ăn chơi, đòi xẻ nai á. À? Nhắm con nai này bác ăn nổi không? Bác cũng già rồi mà bác bảy. Sao á? Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Quất chết tôi rồi. Ai á, đi quất đi. Đừng ngại ngùng. Bài, đánh bài. Chứ mới sao mới xé? Nói chung xé đó là tại vì tôi thương hai thím này à. Qua tâm sự với tôi. Ăn rồi mấy chú cứ cờ bạc hoài. Mà còn bác bảy nữa. Bác lớn à, bác không chỉ cho mấy anh này lo làm ăn đi. Bác cũng đủ cờ bạc. Tưởng con dễ ăn lắm hả? Ủa nói vậy là cái xe giấy xé thiệt hả? Xé rồi. Thì bây giờ bỏ qua hoài đó. Quên tiếp vậy. Hả? Quên cái nói gì? Cái này mới là photo thôi, còn cái giấy chính nè. Trời ơi. Tèo xong hả, tôi lên lát rồi ra, tôi quất hả, tôi quất không còn cái gì luôn. Quất mà tới giờ này có cái nghề này luôn nè. Nghề gì? Bán phở. Trời. Bưng phở cho quán phở người ta đó. Bây giờ hả? Ở đợ con khỉ. Đi làm công thấy mẹ luôn nè. Nó kêu nó bưng phở mà sao hôm qua nó giục cọc tiền đô ra hết hồn vậy trời. Đồ âm phủ đó. Đưa cọc tiền đô đó ra đi, chia cho mẫu người cọc làm nó phải đốt chân. Hả? Con giả hả? Trời đất ơi, tôi đẹp đầu tờ thì thiệt thôi. Còn mấy chú nha, từ nay trở đi thôi dẹp đi, đừng có cờ bạc nữa. Ngày xưa tôi cũng cờ bạc mà giờ này đi bưng phở nè. Không có giàu có gì đâu. Ở chỗ nào cũng vậy, phải có làm mới có sống. Mặt xí xí cho hỏi cái gì? Bữa nhớ bốn đứa tao đổi bài chín lúc chín lúc hết sao tự nhiên mày gỡ sơ sơ cào hay cái gì đơn giản quá, tôi cầm cái điện thoại này nè, tôi soi tôi thấy đổi bài hết trơn luôn á. Gì hả? Nhưng mà thắc mắc là thấy đổi bài nhưng mà làm sao mày được chia lúc đó mày có ba cào được nè. Mày có phải là thần bài mới được chứ? Đúng rồi, đúng không? Trời ơi, tôi chia được hết. Chia được hả? Tôi chia được hết. Sao mình đỡ thì chia được hết. Bữa đó biết ai điện thoại cho tôi không? Ai? Không có Bill Gates, không có bút biết gì hết trơn á. Thiếm này nè. Thiếm gọi điện thoại cho tôi hỏi ăn hết tiền mấy đứa đó chưa, ăn hết tiền mấy đứa đó chưa. Sao? Tôi với Thiếm này gài ăn tiền mấy người đó. Vậy hả? Ăn được cờ bạc hoài, tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng nào cũng lo làm rồi, chết đói đấy. Mà không có tin. Phải lấy bộ bài. Đúng rồi, mày làm một thứ tin lên bài thôi. Trời ơi, cái bài nó ăn không có tin đó. Phải, tại sao là tôi ba tay mà nó không, tôi không ăn nó được. Ờ, ta là bốn ăn. Ờ, nè, bây giờ mình coi nè, giờ mình sống rồi nha. Sống con đàn qua, coi thử nó sao thôi nè. Nè, bây giờ tôi tin luôn nha. Đó, rồi mày chia thôi. Giờ chia nè. Bây giờ nói này mày nút. Để em đi, nhìn đi. Cái đó bốn nút. Đúng rồi, trời. Ôi, sao nó biết hay thế? Còn này mấy nút? Một nút. Bên này mấy nút? Sáu nút. Hay quá vậy ta? Nó đúng là tao con mày luôn á. Chín nút. Bù, của tôi là bù.
Bữa đó mà bày như vậy là tôi thua suốt quần rồi. Thấy chưa? Bây giờ mày chú tình chưa? Thần bài, thần bài. Thần bài, thánh bài vậy đó. Tôi bấm bài tôi làm dấu hết rồi. Chơi không biết chơi, người khác là chơi điếm đàn, mình cũng phải đặt chơi điếm đàn. Nhờ mấy thằng quỷ này lửa bài xong đổi vô. Trời ơi, tôi thấy bộ bài càng lúc càng dày, không có nó nở cỡ nào, nó không một bộ thành hai giống vậy hết. Quấn bài như vậy mà cũng quấn bài. Thôi, mấy kiếm lo xử mấy ổng đi nha. Còn đi về. Vậy nó họ không lấy nhà hả? Lấy làm cái gì? Ủa rồi cái giấy xé là giấy photo rồi chứ. Giấy thiệt á. Hả? Thôi, về nha. Về đó. Trời ơi,